18 tháng 5, trước khi bắt đầu đại lễ 18 tháng 5 kỷ niệm năm 74 ngày Đức Quỳnh Giáo Chủ khai sáng nền đạo, tôi xin thưa là theo cái chương trình tôi sẽ có một nghi thức. Đại lễ sẽ bắt đầu bằng nghi thức tôn nghiêm chân dung của Đức Quỳnh Giáo Chủ từ ở bên ngoài để đi vào an vị trong hội trường này, rồi thì sau đó cuộc lễ sẽ bắt đầu. Anh Cao ơi, mời Hòa Thượng Thích Linh Tuyên ngồi kế bên chào Hòa Thượng. Thành ra là trong khi chúng tôi xin thông báo là trong khi mà chúng ta tổ chức cái tôn vinh chân dung Đức Thầy đó, thì xin tất cả chư quý đồng đạo nào mà muốn có cái hình ảnh mình, bởi vì chúng tôi sẽ có cái DVD cho cái buổi lễ ngày hôm nay, thì cái hàng ngũ mà nếu đồng đạo mà muốn đi trong cái phái đoàn đó thì xin mời quý vị sẽ chúng tôi sẽ thải bên đây, và chúng ta bắt đầu từ lúc đó đều là ba con lân, rồi sau đó là cái đoàn người chúng ta cung kính dân Đức Thầy để đi dạo trường và làm lễ ăn vị. Đồng đạo nào mà muốn có cái hình ảnh chú ý đồng đạo có thể tháp tùng để đi ra đó. Ok, bây giờ thì chúng tôi xin chúng tôi thấy có MC ông Trần Nhân Tài rồi, thì xin mời ông MC thông báo. Bên trong hội trường đó, thì xin quý vị tất cả lúc bây giờ để tỏ lòng tôn kính đối với Đức Quỳnh Giáo Chủ, xin mời quý vị lúc đó. Bây giờ thì những anh em đồng đạo nào, chúng tôi xin nhắc lại một lần nữa là quý vị nào muốn tham dự cái lễ rước cung nghinh chân dung Đức Thầy, xin mời quý vị đi ra phía sau hội trường này để đi qua cái địa điểm bên đây để chúng ta làm cái lễ cung nghinh chân dung. Hội đồng điều hành thống nhất tại Hoa Kỳ. Kính thưa tất cả quý vị đại diện họp báo chí, kính thưa tất cả quý vị niên trưởng, quý vị đồng đạo, quý vị thân hữu Phật giáo Hòa Hảo miền Nam, kính thưa chư liệt vị, mỗi năm vào dịp hè thì ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo hạnh đón tiếp quý vị
đến cùng chung bước trong ngày trọng đại này. Thật là một niềm vinh hạnh cho chúng tôi khai sáng được thay mặt ban tổ chức tại lễ kỷ niệm 74 năm ngày Đức Huỳnh Giáo Đạo Phật Giáo Hòa Hảo. Chúng tôi xin được hân hoan cả quý vị. Chúng tôi xin được mạn phép tóm lược chương trình buổi lễ như sau. Cung nghinh chân dung Đức Huỳnh Giáo Chủ, nghi thức khai mạc chức giới thiệu thành phần quan khách, phần nghi thức tôn giáo, sứ mạng của Đức Thầy, diễn âm sấm dạ và phần trai thân mật. Kể từ ngày 18 tháng 5 âm lịch năm 1939 cho đến nay đã tròn 74 năm ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng nền đạo Phật Giáo Hòa Hảo. Tuy có những lúc thăng trầm theo lịch sử, nhưng niềm tin của người tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo càng ngày càng tinh tấn, học Phật tu nhân và mong ngày về với tôn sư. Và để ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng nền đạo Phật Giáo trọng, kính mời tất cả quý vị cùng đứng lên để cung thỉnh chân dung của Đức Huỳnh Giáo Chủ. Trao đổi cùng tất cả quý vị.